Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại của chiến tranh, mặc dù có công lớn trong việc viện trợ vũ khí và đoàn kết thế giới hỗ trợ Ukraine, nhưng cũng chính Mỹ đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho quân Nga khi không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Chỉ mãi cho đến khi đội quân phát xít của Putin dùng hỏa tiễn tấn công hàng không mẫu hạm để tấn công tòa nhà dân sự ở Dnipro, khiến hơn 35 dân thường thiệt mạng, thì Hoa Kỳ mới tiến hành đối thoại với Ukraine về nhu cầu tấn công các mục tiêu ở xa. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhận ra rằng Ukraine cần phải tấn công các mục tiêu của quân đội Nga nằm ngoài phạm vi vũ khí hiện có. Washington đang tiến hành đàm phán với Kiev về khả năng đáp ứng nhu cầu này. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, Colin Kohl cho biết trong cuộc gặp với các nhà báo ở Kiev, theo ông, phía Ukraine vẫn bày tỏ với Mỹ sự quan tâm đến việc nhận tên lửa tầm xa ATACMS có thể tấn công ở khoảng cách lên tới 270 km. Đồng thời, ông Kohl tin rằng không nên tập trung quá nhiều vào các loại vũ khí cụ thể mà nên tập trung vào việc đánh trúng các mục tiêu ở xa hơn. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng tôi sẽ nói, chúng tôi nhận thức được nhu cầu này trong tình trạng hiện tại và chúng tôi đang thảo luận về cách Ukraine có thể đối phó với thách thức này. Tôi sẽ không nói rõ đó có thể là hệ thống gì, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại có liên quan với các đồng nghiệp Ukraine. Phó Giám đốc Ngũ Giác Đài lưu ý. Xin lưu ý rằng vào tháng 10, có thông tin cho rằng chính phủ Ukraine đề nghị các quốc gia liên tục cung cấp thông tin đầy đủ về các cuộc tấn công đã lên kế hoạch vào các vị trí của quân đội Nga để vẫn nhận được tên lửa tầm xa ATAC-MS. Ngoài trang bị vũ khí, thì Hoa Kỳ còn tiến hành nâng cấp quân đội Ukraine về mặt con người. thưa quý vị theo đó, các quan chức quân sự cho biết ngày 16 tháng 1 rằng Mỹ đã tăng cường đào tạo các binh sĩ Ukraine để dạy các chiến thuật quân sự tại một căn cứ của Mỹ ở Đức và hướng dẫn cách vận hành một hệ thống phòng không phức hợp ở Oklahoma. Việc huấn luyện và trang bị vũ khí nhằm tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh Nga tham chiến khóa huấn luyện ở Đức nhằm mục đích nghiên cứu các chiến thuật quân sự phức tạp có thể cải thiện khả năng của quân đội Ukraine trong việc phát động các cuộc tấn công mới và phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Khoảng 500 binh sĩ Ukraine sẽ được quân đội Mỹ huấn luyện vũ khí kết hợp ở miền nam nước Đức, theo quan chức quốc phòng được New York Times dẫn lời. Trong khi đó, khoảng 100 binh sĩ Ukraine hôm 16 tháng 1 đã tới căn cứ huấn luyện Fort Sill ở Oklahoma, nơi họ sẽ được huấn luyện sử dụng hệ thống phòng không Patriot. Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp Patriot cho Ukraine vào cuối tháng 12 trước chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington, D.C. Thưa quý vị, trong khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc đại lục sát bằng những nỗ lực tự thân kể từ năm 2014 sau khi bị quân Nga xâm lược bán đảo Crimea cũng như hiện đại hóa với những trang bị và những khóa huấn luyện binh sĩ với phương Tây, thì quân đội Nga lại được biết tới như là một lũ lưu manh được chỉ huy bởi những kẻ mất trí, Tướng Pháp Michel Yacolev, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông thế giới đã vạch trần huyền thoại về quân đoàn hạng hai thế giới. Cựu phó chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu trong hơn một lần phỏng vấn thừa nhận thực tế rằng quân đội Liên Xô đáng gờ một thời gian không còn gì ở nước Nga hiện đại. Và những sai lầm của Putin trong cuộc chiến chống lại Ukraine sẽ dẫn đến thực tế là trong tương lai sẽ có một thang điểm Putin, tương tự như thang độ Richter. Tướng Yakovlev chỉ đơn giản là ngạc nhiên trước số lượng sai lầm chiến lược mà Putin đã mắc phải trong cuộc chiến chống Ukraine. Đó là lý do tại sao người đứng đầu Điện Kremlin sẽ đi vào lịch sử như một đơn vị đo lường. Nếu thằng Richter dùng để đo độ động đất, thì thằng Putin dùng để đo những tính toán sai lầm và sai sót. Đồng thời, Putin sẽ trở thành tiêu chuẩn của những sai lầm bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và nếu trước đây quân đội Nga được cả thế giới sợ hãi, thì bây giờ họ chỉ biết cười nhạo điều đó, theo The Copleb. Ngày nay, lực lượng vũ trang Nga là sự hỗn loạn của một lũ lưu manh được chỉ huy bởi những kẻ mất trí. Trả lời phỏng vấn của một nhà báo, vị tướng này thừa nhận rằng vào những năm 1980, quân đội Nga được tôn trọng, cả quân đội Liên Xô và các đồng minh đều được tôn trọng. Trong thời Xô Viết, quân đội không tham nhũng như Putin đã làm ở Liên bang Nga. Về tình huống với PMC Warner, ở châu Âu, nếu một người có vấn đề với pháp luật thì anh ta sẽ không bao giờ được tuyển dụng vào quân đội. Nhưng ở Liên bang Nga thì ngược lại để trở thành lính đánh thuê, bạn phải có tiền án. Theo giờ The Kovlev, Wagner không phải là PMC mà là một băng nhóm côn đồ bình thường. Hơn nữa, họ đã xây dựng trụ sở chính ở St. Petersburg nhờ tiền của người châu Phi. Một minh chứng cho sự mất trí trong quân đội Nga mới đây nhất là một vụ nổ ở vùng Belgorod của Nga thưa quý vị. Vụ nổ đã khiến cho 3 binh sĩ thiệt mạng và 16 người khác bị thương là do một trung sĩ đã ném lựu đạn vào đơn vị của anh ta khi anh ta đang cố gắng vô trương quyền lực theo báo cáo địa phương. Vụ nổ được cho là xảy ra tại một cơ sở quân sự ở quận Korochenki thuộc vùng Belgorod ngày 14 tháng 1. Belgorod nằm gần biên giới Ukraine và có một số căn cứ quân sự và cơ sở huấn luyện của Nga. Theo Baza, một kênh Telegram của Nga thường xuyên đăng tải thông tin về các vấn đề an ninh trong nước. Vụ nổ xảy ra tại một trung tâm văn hóa được tái sử dụng làm nơi trú quân. Các dịch vụ khẩn cấp của Nga nói với hãng thông tấn nhà nước Interfax rằng trung sĩ đã vô tình kích nổ một quả lựu đạn khiến đạn nổ tung và bắt đầu cháy. Baza cho biết người đàn ông gây ra vụ nổ đã ném một quả lựu đạn OGD 5 để thiết lập quyền lực đối với quân đội của mình sau vụ nổ xảy ra tại một trung tâm văn hóa có các binh sĩ được huy động, đạn dược phát nổ và ngọn lửa bùng lên trên diện tích 450 mét vuông. Lực lượng cứu hỏa phải mất khoảng 4 giờ để dập tắt nó. Bà già đưa tin, các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng một đám cháy đã bùng phát do một quả lựu đạn vô tình phát nổ bởi một trung sĩ trong ký túc xá. 16 quân nhân, bao gồm cả thủ phạm, đã được đưa đến bệnh viện. Ba người khác đã chết, tuyên bố cho biết một cuộc điều tra hình sự đã được mở về vụ nổ. Vụ việc đánh dấu đòn mới nhất đối với quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2, 2022. Vào tối ngày 12 tháng 1, nhân viên sửa chữa xe tăng ở vùng Belgorod đã vô tình làm nổ tung một chiếc xe tăng T-72, bà già đưa tin. Và không chỉ thất bại trên diễn trường, thưa quý vị, mà trên thương trường, Putin cũng thất bại trong cuộc chiến khí đốt do ông ta khơi mạo. Theo đó, khí đốt Nga đang phá mọi kỷ lục giảm giá từng ngày, nguyên nhân chính là vào mùa đông năm 2023 ấm áp. Mùa đông ấm áp bất thường của năm hiện tại không có lợi cho Liên bang Nga, vì nhu cầu của người tiêu dùng khí đốt bên ngoài đất nước đã giảm và giá đã giảm sau đó. Xu hướng giảm của giá khí đốt tương lai đã được duy trì kể từ tháng 12 năm 2022, nhưng đã có sự sụt giảm nhanh chóng kể từ những ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm xuống 650 USD trên 1.000 mét khối lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9 năm 2021. Cũng nguồn tin này cho biết giá của hợp đồng tương lai tháng 2 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã giảm xuống còn 635 USD trên 1.000 mét khối. Tổng mức giảm giá mỗi ngày là hơn 12%. Chẳng hạn, giá gas kỳ hạn tính đến ngày 2 tháng 1 đã giảm 7,9%. Vào thời điểm đó, nó đã đạt ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2022. Nguyên nhân chính khiến giá xăng giảm nhanh như vậy là do điều kiện thời tiết, các chỉ số nhiệt độ vượt quá định mức theo mùa. Điều đó có nghĩa là nhu cầu về một nguồn tài nguyên thiên nhiên như khí đốt đang giảm ở các nước châu Âu. Trước đó, người ta biết rằng giá xăng ở châu Âu đã đạt mức thấp kỷ lục. Ngoài ra, giá khí đốt ở châu Âu tiếp tục giảm, một yếu tố bất ngờ làm hỏng kế hoạch của Nga. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay thay mặt ban biên tập. Molly Phan cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.